Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay 24 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới đều tại Hải Dương. Tính đến 18 giờ ngày 24 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới đều tại tỉnh Hải Dương, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 2.412 ca. Trong ngày có thêm 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 1.790 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 88.583 người.